Hi, xin chào bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay cho mình cầm cái mic như này á, trông nó hơi buồn cười một chút. Và hôm nay mình có một khách mời, đó là anh Phoenix Hunter. Anh chào kênh của anh. Chào các bạn viewer đến từ kênh của King Fragrant. Mình là Phoenix Hunter đến từ kênh của Nick Fragrant Review. Và hôm nay rất là vui được nhận lời mời đến từ bạn Kiên đây. Và hôm nay sẽ có một video giữa mình với bạn Kiên ha. Và nếu như bạn nào chưa biết thì đấy, như anh Phoenix Hunter có nói rằng là anh có một kênh YouTube làm chủ yếu review đó là những chai nít và những chai indie. Nên là nếu bạn nào quan tâm đến những cái sản phẩm mà ở cái phân khúc ngách như vậy thì các bạn có thể theo dõi kênh anh Phoenix Hunter ở phía dưới phần mô tả nha. Và ngày hôm nay thì mình có vài câu hỏi xem là cái quan điểm của một người chuyên làm về nít và indie thì sẽ có góc nhìn như thế nào, và sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh ở cuối video. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Và hôm nay đến với câu hỏi đầu tiên, đó là anh là một người chuyên làm về những chai nước hoa nít và những chai nước hoa indie, thì anh có cái nhìn như nào về những cái sản phẩm nít và indie so với những sản phẩm của designer? Ok, thì như các bạn đã biết, nít là ngách, có nghĩa là những cái chai nước hoa do những nhà nước hoa mà chỉ làm chuyên về mùi hương thôi, là làm ra những mùi hương để phục vụ cho những dân chơi trong giới nước hoa, và họ sẽ không sản xuất ra một cách ồ ạt số lượng như là các chai designer. Đó là về ngày xưa, nhưng mà bây giờ nó cũng đã khác đi khá rồi. Bây giờ thì em thấy rằng là những cái sản phẩm của nít mà thậm chí là indie thì bây giờ thậm chí là còn phổ biến hơn cả những chai designer. Vậy thì nếu đấy là về nít. Đúng rồi. Thế còn cái quan điểm của anh về indie thì nó như nào? Indie là, cho các bạn nào chưa biết thì indie là independent, có nghĩa là những nhà làm nước hoa độc lập. Họ chỉ làm ra những mùi hương mà để phục vụ cho, trước tiên là cho cái thỏa mãn cái niềm đam mê của họ cái đã, cho người ta biết cái cá tính của mình. Ví dụ như tôi thích những cái mùi này, tôi thích cái mùi nó phải mạnh bạo, phải cá tính như thế này thế kia, thì họ tạo ra và hầu như là không để phục vụ cho số đông. Đấy là về cái nguồn gốc xuất xứ. Thế thì về những cái chai nít, những chai indie và những chai designer thì xét về độ đa dụng thì cái nào nó là tốt nhất? Theo anh thì anh đã trải qua rất là nhiều chai nước hoa từ designer, nít và indie, thì anh nghĩ là designer vẫn là một cái sự lựa chọn rất là an toàn vì nó có độ đa dụng rất là cao và cái độ nịnh mũi của nó, nên sẽ làm cho rất là nhiều người xung quanh sẽ cảm thấy cái mùi đó là nó thơm đó. Còn nít hoặc là indie thì nó như cái khái niệm của nó đã đưa ra là nó làm để mà thỏa mãn cái đam mê của những người làm hương trước tiên, và phục vụ cho một số nhỏ các cái bạn đam mê về mùi hương, nên là có những cái mùi thì nó sẽ rất là khó sử dụng hoặc là chỉ để một vài dịp nào đó thôi. Còn để mà nhiều người thích thì mình nghĩ nó sẽ không có được nhiều người đón nhận như designer đâu. Vậy đấy là về độ đa dụng. Thế còn về giá thì theo như em thấy thì chủ yếu những chai designer thì giá nó cũng rất là dễ tiếp cận. Đúng rồi. Còn những chai nít và indie thì cũng có những cái đa số sẽ là khó tiếp cận và giá nó khá là cao. Nhưng mà bây giờ có cái ranh giới giữa nít và indie bây giờ thì theo anh thì nó như nào? Giữa nít, indie theo và anh thì ngày xưa thì nó phân ra rõ ràng hơn, nhưng mà khoảng tầm anh thấy khoảng 2 năm đổ lại đây thì cái ranh giới nó khá là mong manh, bởi vì trước đây thì những cái hãng nít nó sản xuất với một số lượng giới hạn thôi, không có sản xuất ồ ạt và tràn lan như bây giờ. Còn bây giờ thì một số hãng thì chúng ta có thể thấy nhan nhản và nhiều khi tìm mua còn nhiều hơn các chai designer nữa. Ví dụ như mình có thể thấy như hãng Kilian hoặc Le Labo thì bây giờ nó gần như là cái số lượng bán ra rất là nhiều, và người ta cũng tiếp cận, người ta nhìn nó giống như là một cái dòng cao cấp hơn, chứ người ta không có xem nó như là nước hoa nít nữa rồi. Có một câu hỏi nữa, đó là theo anh thì một người mới dùng nước hoa, mà đây là người mới dùng có điều kiện nhá. Đúng rồi. Thì có nên mua những cái sản phẩm nít và những sản phẩm indie không, hay là chúng ta vẫn nên bắt đầu từ những cái việc là từ những chai designer? Theo anh á, thì mình nên học bò trước khi học chạy thì nó vẫn là tốt hơn là khi mình đứng lên mình chạy luôn, thì sẽ có những cái bước đi nó không vững chãi cho lắm. Thì nếu mà mình thực sự đam mê mùi hương thì anh nghĩ mình vẫn nên sưu tầm và mình trải nghiệm qua trước những cái dòng designer, mình sẽ thấy những cái hay của nó hoặc là những cái chưa tốt của nó. Sau đó khi mình qua cái nít rồi, mình mới thấy cái mình có cái sự so sánh được và mình thấy được cái hay cái dở của từng bên. Chứ nhiều khi có nhiều bạn như anh thấy thì bước qua nít ngay lập tức khi mà mới chơi nước hoa, rồi lại thấy nó là hay, đúng không? Hoặc là gặp những chai nó chưa được nịnh mũi mình cho lắm, rồi sau đó quay lại cái designer lại thấy nó
nó hay và nó tốt hơn là do nói chung là cái sự cảm nhận của mình nó chưa đủ để mình có thể đánh giá được. Thì anh nghĩ vẫn nên là đi từ designer lên. Đúng rồi, em cũng nghĩ rằng là ví dụ có thể chúng ta có điều kiện chúng ta có thể mua những cái chai nít, nhưng mà cũng nên mua những cái chai nít nó nịnh mũi, nó đa dụng mà cũng phải gọi là những kiểu nít quốc dân. Những thứ như là Quid Aventus này, 540 của MFK và rất nhiều những cái chai phổ thông gọi là dễ tiếp cận cho cái dòng nít. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình và của anh Phoenix Hunter về cái mảng dành cho bạn nào mà muốn chơi, mà muốn tìm hiểu sâu về thế giới nước hoa. Còn các bạn mua mà để xài, để sử dụng thì mình nghĩ rằng là cái này nó không quan trọng lắm. Tại vì cứ thích cái gì thì mua đấy thôi. Còn đây là kiểu anh em mình trò chuyện trên cái góc độ là đi sâu, đi xa hơn một chút. Thế thì với những cái chai nít và những cái chai indie mà anh đã từng ngửi qua thì anh thấy rằng là những cái chai nào nó đa dụng và nó nịnh mũi, dễ dùng, dễ mua mà các bạn nên thử qua cái bắt đầu tìm hiểu đến nít và indie. Ok, thì đây sẽ là một số cái gợi ý của anh cho một số bạn nào mà mới và từ designer mà bước qua nít. Thì có thể là một số chai thì có bạn thích hoặc không, nhưng mà đây là lựa chọn của anh ha. Thì anh sẽ lựa chọn đầu tiên là Creed Aventus nè. Bỏ qua các cái vấn đề bát biết gì đó thì Creed Aventus vẫn là một sự lựa chọn đấy rất là an toàn. Một đại diện của nhà Creed, chúng ta có Creed Aventus này. Nhà đấy thì em thấy là rất là ok. Còn nếu như mà đến nhà Killian thì anh sẽ lựa chọn chai nào? Killian thì cơ bản là anh sẽ cho các bạn nữ một vài cái sự lựa chọn như là Google Gold Best, cũng là một cái sự lựa chọn rất là hay. Hoặc là Voulez-vous Coucher Avec Moi thì nó sẽ khó xài hơn một xíu, nhưng mà nó có độ nữ tính hơn và quyến rũ hơn một xíu, cá nhân anh thấy như vậy. Hoặc là nếu các bạn nam thì anh lại thích Black, Back to Black nhất. Nhưng mà nó lại cũng không có phải là quá nịnh mũi nên thôi bỏ qua chai đó. Còn Black Phantom thì cơ bản nó bị hơi ngọt và chỉ phù hợp cho cái mùa lạnh thôi. Đó thì một số chai đó thì rất là nổi ở ngoài thị trường thì các bạn có thể tìm. Một nhà nữa mà em thấy anh rất hay làm ở nhà Rosa. Đang có ba chai ở đây. Thì Rosa thì anh trong cái phân khúc này thì có chai nào ngon ở trong tầm giá thì ngon trong tầm giá thì nếu mà mới vào mới chơi Roja thì anh nghĩ là Elysium là một chai rất là dễ tiếp cận. Các bạn có thể lựa chọn bản cologne hoặc là bản perfume nếu có điều kiện, thì là một cái mùi nói chung nó cũng rất là nịnh mũi, dễ dùng cho hầu hết mọi cái dịp.